Chào mọi người nha. Bữa nay mình làm video này chia sẻ cách mà nhận biết bệnh trên dưa hấu. Thứ nhất là bệnh sâu dễ bùa. Đây, dễ bùa là gì nè? Cái này là nó ăn rồi hết đi đó. Cái lá này hơi nặng nè, nó bị nhiều quá là nó vàng luôn. Còn cái lá mới bị là cái lá xanh xanh này nè đó, nó còn mà nó cũng không gây hại gì nhiều luôn. Sâu dễ bùa này là nó trên tất cả các loại đồ như dưa leo nè, mà dưa leo nó cũng nhẹ, đậu đũa nếu mà bạn xịt không hết nó cũng gây hại dữ lắm nha. Đậu que chứ. Đây dưa bùa nè. Còn cái bệnh sương mai tháng thư trên thằng này, dưa hấu hầu như là nó nhẹ sương mai hơn tháng thư, đa phần là nó tháng thư. Đây là cái tháng thư nè, nó tháng thư nó bị gì nè, bằng đi đường bằng mà xịt lá này hơi nặng hơn nè, đó tháng thư đó. Sương mai thì nói chung nó cái vết sương mai với cái vết tháng thư thì nó gì đó, mà tháng thư thì nó bự hơn, lầy hơn. Còn hàng sương mai thì nó chấm kim, nó nổ lên nhưng mà nó không có đến đổi, mà nó đen, nó bự như thằng này. Tháng thư là nó bự gì nè. Còn đây là cái mình nó muốn vàng lá nè. Tại mình không có bị gầy nhớt, mình có gầy nhớt mình quay cho bạn coi con gầy nhớt. Nhưng mà nói chung bằng xịt ngừa thuốc gầy hoài là nó không có bị gì. Dưa hấu nè, cái trái nó nếu mà nó bị kháng thư á, kháng thư này nó cái trái nó bầm lên như vậy luôn, cái giống vậy luôn, nó bầm ra như nè. Thì ngừa thứ nó thì bằng nhất á, bằng đẩy bằng nếu mà ngừa sương mai với kháng thư luôn thì bằng xịt này nè, M8 với thằng này thôi, hai này phổ biến thì xịt này thôi. Thằng này nó cũng để trị tháng thư nè, nhưng mà nó không hay, xịt nó ghiêu minh này nè, đó, lỡ cổ ghế đồ đủ thứ chứ, nhưng mà nó không hay. Bằng nếu hay là bằng phải mua Amita của Sienta luôn. Mà xịt nó ngừa nó tháng thư là chị luôn đó. Ngừa thì mình xịt ít, còn bị thì mình xịt nhiều chút. Còn ăn Atacon thì mình xịt như cái ngứa nó thôi. Nè Atacon, các bạn xịt Atacon là khi nào mà cái cây của bạn nó không bệnh, các bạn xịt nó còn bị bệnh rồi bạn xịt chưa chơi các bạn. Xịt bị bệnh là bạn được xịt thằng này bạn xịt là vô tác dụng thôi. Nó thấy không, đây là bảo vệ cây bằng áo giáp kẽm thôi, là nó cho cái lá nó cây nó dày lên thôi. Bệnh là bằng xịt thằng này. Còn gì sâu dễ bùa thì bằng xịt này nè, sâu tơ nè, nó chỉ sâu dễ bùa luôn. Mình xịt thì nói chung mấy thuốc này mà mua dễ có, mà mua này xịt. Còn thuốc gầy á, thuốc gầy bạn muốn rẻ tiền á là bạn xịt này nè, đó. Tata nè, mười mấy ngàn, mười bảy ngàn, 16 ngàn gì à. Bạn chia làm hai bệnh bằng xịt ngừa nó là ok. Còn thằng này thì xịt nói chung nó tới ba mấy ngàn, 30 ngàn, mà xịt bệnh tính ra mười mấy ngàn. Mà cái này là bị mới xịt nha, còn không bị là mình xịt thằng Tata này ít. Thằng Tata nó chỉ đủ thứ con chứ, nghe không? Mà xịt này là như ngừa đủ thứ luôn. Còn gì như bò chỉ á, bò chỉ thì mình xịt oxin đó mà. Rồi bạn xịt ngừa mấy này nó cũng đỡ lắm nè. Như vậy thì mình xịt oxin trong thôi, Guardian. Để mình kiếm thằng Guardian cho bạn coi thử có không. Thì thằng oxin nè bạn. Thằng này chỉ bò chỉ nè.
bảo chỉ với thằng thì nó dùng gậy luôn đó, nhưng mà bạn xịt ngừa nó bảo chỉ thôi. Nó có một hoạt chất, một là duy nhất nè. Còn mấy anh kia nó nhiều hoạt chất, nhưng mà thằng này thì thấy nó xịt bảo chỉ nó cũng được. Thôi thằng Guardian có con lộc trời đó, nó có trái cà chua đó, mà đó giờ nó mắc tiền lắm bạn ơi. Con xịt giờ nó cũng như gãy ngứa nó vậy. Mà đó dưa hấu mình á, mình xịt dưa leo rồi băng xịt, chỉ cần xịt trúng lá thôi, không trúng nó thôi, nhưng mà nó diệt từ 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 con bò chỉ nó hết. Mùa mưa này thì nói chung nó nhẹ, rất là nhẹ. Các bạn xịt ngừa này thôi, mà thấy một hai con trên cái đọt dưa leo á, cái đọt bí đao á, cái đọt bầu đồ đó, với dưa hấu đồ đó. Các bạn mua này mà xịt, thằng này có 8-9 ngàn thẻ mọi người. Bạn mua nếu mà hai thẻ bạn xịt một bình đó, bình 25 lít thì nó cũng rất là ok. Nhưng mình xịt nếu mà ngựa mình xịt mua thẻ xịt được rồi, nó làm cho mình bò chỉ thì nói chung nó mùa này thì nó nhẹ, nó không có gây hại đến đổi mà thun đọt như cái mùa nắng với cái vụ đông xuân. Nó thì mình xài thuốc này rồi đó thì mình thấy nó hiệu quả, mình đưa lên cho các bạn xem tham khảo. Đơn giản mà nó rẻ tiền các bạn, không cần xịt mà nó không có ít nóng nữa. Các bạn nào sợ nóng đó, thì các bạn kèm thêm thằng Atonis thôi, thằng bơm nhiều quá lắm. Thì sâu đó, thì mình xịt thằng này thôi, solo thôi. Thì mấy cái video trước mình cũng có đưa thuốc đó, nhưng mà mình đưa nói chung là mình đưa mình xịt thôi mà. Nhưng mà cái mấy cái video này á, làm là chi tiết luôn cho các bạn dễ hiểu. Thì nó đó, từng lộ bệnh, từng lộ cây luôn, thì mình xịt phổ biến là vậy thôi. Thì mấy thuốc này là mình xịt rồi nha, mình mới dám đưa lên nha, chứ nếu mình không xịt hết mình không có đưa lên đâu. Còn bên dưa leo dưa hấu này mình làm chung luôn. Đây, cái lá này là cái lá dưa nó già nha, nó bị vàng vậy nha, chứ cái lá tơ nó ít vàng lắm. Nhưng mà sương mai nó dưới kháng thư nè, dưa già thì nó ưa bị kháng thư, dưa tơ thì nó bị sương mai vậy đó. Hạn tháng thư nè, vàng nhân quyết hạn thư nha. Còn sương mai là nó cái vết nó nhỏ nhỏ nha, vậy nè, nổ nó trắng trắng vậy nè nha, nó nổ nó trắng vậy mới gọi là sương mai. Nó nổ lên là nó trắng, chứ nó không có đánh đổi mà nó đen như hạn sương mai nè. Hạn tháng thư hiện đen, còn sương mai thì nổ nó trắng vậy nè. Đang dịch nó lên chất chất sáng này á, dịch nó lên nó ướt nhẹp á, nó bị hàng sương mai. Còn nó đen là hàng hắn thư đó nè, sương mai nè. Sương mai là nó cái lỗ nó nhỏ nhỏ rồi, mà nó có bự luôn, nhưng mà nó trắng chứ không phải nó đen như thằng hắn thư. Để mình nhận biết mình xịt, thì nói chung bạn đấm hai liều vô kháng thư sương mai đưa vô thì cái một nó diệt cái một, bạn thấy không, nó trắng trắng rồi, nó nổ trắng trắng vậy, nó bị là sương mai thôi. Còn kháng thư là thằng này nè, nó đang vậy đó. Thì nè, như hôm qua thì nó gì nè, nó trắng trắng là thằng sương mai, còn đen đen là thằng kháng thư thôi. Nó kháng thư sương mai là nó gì thôi. Còn trên cây ớt thì nó cũng vậy đó, ớt chứ nói chung mấy là nó vậy đó. Ớt thì nó sương mai nó không có, nó chỉ tháng thư thôi. Sương mai nếu có nó cũng mật độ rất là nhẹ, nó chỉ tháng thư là nặng. Tháng thư đó, thì mình xịt nói chung nó nhiều loại thuốc lắm. Thằng Amita nè, Amita của Sienta, thằng
Amitatop thì cũng hết nữa, nhưng mà nó hơi nhẹ hơn, đô hơn. Rồi thằng thằng hép vuông ADC đó các bạn, hay lắm. Còn thằng Cryotop nó cũng nằm trong cái dạng bệnh kháng thư xương mai luôn. Một Cryotop của thằng nó mình gọi là F500 Cryotop. Nhiều loại lắm mà mình mua mấy cái loại này á, là nói chung á, là mình dễ xài. Với thứ hai á, là mình mua ở đây nó có, nó dễ, nó có lắm. Còn bạn mấy thuốc kia thì như thằng Cryotop nhầm tiệm nó có, nhầm tiệm không. Còn Amita với Amitatop, thằng Hep là tiệm nào cũng có bán hết. Tại vì nó xài bên lúa đó, nó dễ dễ có lắm, bạn mua dễ có lắm. Tại mình dùng này thì nói chung đa số là ta bằng lúa nhiều. Còn mấy bạn nào muốn bị trời mưa sợ mưa, các bạn mua thằng này nè, bám dính cực kỳ luôn, xịt trên lá sen đồ là không trôi luôn đó bạn ơi. Lá sen bạn thấy nó bằng tưới nước vô nó đâu có thấm đâu, nhưng mà thằng này nè, thằng này xịt vô là nó bám lắm nè, xịt sâu cũng là hay. Chai này nó có mấy chục ngàn à, bạn xịt được tới chục bình lắm. Trở lại thần kỳ, xịt sâu nếu này kèm vô bằng này rất là hay. Với bệnh á, mấy bạn kèm này vô đặng cho nó bám dính tốt, thì video này thì mình chia sẻ cái bệnh kháng thư với xương mai trên dưa leo dưa hấu cho các bạn nào không biết đó thì chẳng biết để mình xịt. Còn màu trắng á, thì nói chung mình cũng mấy video trước mình cũng có đưa rồi thì mình nhắc lại luôn, thì màu trắng thì bạn mua thằng này nè, thằng này với thằng Tata cũng được. Hai thằng nào xịt cũng được, nói chung thuốc gầy bằng cứ việc bằng mua thuốc gầy bằng xịt thôi, chứ không cần thiết gì mà đúng loại tên nào hết chứ. Còn số dây bồ thì mình cũng xịt lại thôi, cua dưa leo dưa hấu rồi đó, dưa leo rồi đó. Còn sâu xanh dây láng á, các bạn mua thuốc này nè bạn xịt, nhưng mà mình viên các bạn á là bạn đổi thuốc hoài mới được, đổi thuốc liên tục. Đây thằng này của là Ngọc Yến nè, thằng là có chim sâu nè bạn, nó có chim sâu nè, bạn xịt này cũng được. Thằng này thì nó yếu hơn solo này, thì nói chung á nó không bị sâu nhẹ, bạn xịt thuốc nào cũng được, xịt ngừa nó đi bằng đổi thuốc, nó không có kháng thuốc được là nó không có gây hại lên cây mình. Solo thì có bằng xịt thuốc đó, thuốc sâu là bằng xịt là tối đa nhất là hai cử liên tiếp, cử sau bằng phải đổi thuốc khác liền, được không thôi là nó bị kháng thuốc. Thì thuốc sâu nào cũng vậy, thuốc gầy cũng vậy bạn, nói chung là thuốc bệnh cũng vậy bạn ơi. Bạn ngừa nhưng bạn trị bệnh đó, là bạn phải xịt, nói chung là cứ này bạn xịt như Gilmin đi, cứ sau bạn phải xịt là M8, nhưng cứ này bạn xịt kháng thư đó, thì bạn xịt thằng Amita, cứ sau bạn mua thằng Hep bạn xịt không thôi. Thằng ít cọt đó, ít cọt mình cũng đưa lên hầm có video trước có đó, ít cọt nó vậy đó, các bạn phải đổi thuốc hoài mới được, các bạn phải đổi thuốc bằng cộng liên tục. Rồi bạn hơi mua thằng kiếm, bạn mua kiếm thằng F500 Cryotop nó, nên bạn xịt nữa. Rồi bạn mua thằng nếu mà dưa mà già đó bự ấy mà xịt ra thằng Angin cộng với Achacon cũng được. Rồi thằng Lingo mà xịt bằng ên cũng được. Rồi thằng Nativo bằng cộng với thằng Achacon cũng không, bằng cộng với thằng Angin. Rồi thằng Alihead bằng cộng với thằng anh chắc con, nói chung là đủ thứ thuốc chứ mà kể ra thì kể không hết, nhưng mà cái nào phổ biến nó dễ dễ mua đó mình đưa lên.
cho bạn tham khảo thôi. Mấy bạn nói chung nhiều loại thuốc lắm, mấy bạn muốn xịt loại nào cũng được chứ, nhưng mà mình thì mình đưa lên thì mấy cái loại thuốc này mình có xịt rồi, mình đưa lên cho bạn xịt để mình nhìn. Các bạn không biết thuốc nào không phối thuốc ba cái loại thuốc ấy nhỏ nóng cái dừa mình nó bị cái đoạn nó cứng ngắc cái nó không bò nữa. Xịt thuốc cũng phải vừa phải thôi, đúng liệu, nếu không thôi cái dừa mình nóng nó không có bò. Bởi vì mấy bạn xài thuốc lúc nào bạn quen thuốc nấy bạn xài đi, chứ bạn đừng xịt thuốc là lạ nữa, không lỡ nó bị này bị kia bạn tức lắm. Thôi chào tạm biệt nha bạn. Bạn nào thấy hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh mình. Bạn nào không biết đó thì cứ việc comment. Bạn nào muốn trồng dưa đó thì tin tưởng mình, không thôi muốn ấy mình đó thì các bạn vô Zalo mình sẵn sàng kết bạn với bạn. Bạn nào